Hôm nay mình tiếp tục nhận của khách cái con iPhone 7 khóa kích hoạt cho chủ sở hữu nè. Thì họ cũng có nhu cầu nghe gọi á, thì mình lấy cái sim mình thử nó có sống không, mình bả bát nghe gọi ha. Thì con này là con máy quốc tế, mình đã kiểm tra nó là máy quốc tế nha các bạn. Thì hôm nay mình làm trên tool trên Windows, tool trên Mac thì mình cũng làm cho một cái video á. Các bạn có thời gian thì các bạn xem ha. Rồi bả sim vô nhận sóng đầy đủ nè, nhận sim có sóng đầy đủ. Thì con này mình ba bát nghe gọi được nha các bạn. Máy lóc thì mình không có làm được ha. Máy lóc thì hiện tại mình không có ba bát nghe gọi được. Màn hình hello nha. Mình mở bao tool lên. Con này iPhone 7 iOS khá là cao, 15.7.3 nè. Khi ba bát nghe gọi thì số seri nó là phải số seri gốc ha. Mình không được đổi số seri nha. Các bạn nào lỡ đổi thì mình phải về lại số seri gốc á, mình mới ba bát nghe gọi được. Thì tiếp tục mình làm trên Windows thì mình làm cái tool iRemove Pro nè. Mình cũng có một cái video ra từ khá là lâu về iRemove á, thì các bạn có thời gian thì lục lại xem. Nhớ là máy lóc mình không có hỗ trợ trên tool này nha các bạn, hiện tại thì chưa hỗ trợ ha, máy lóc ha. Ghim vô máy tính nè, mình mở tool lên, mình đợi cái tool nó chết qua một lượt á, nó sẽ nhận cái máy mình, nó sẽ báo ha. Cái này mình phải đợi nha. Mình rút ra rút vô gắm á, nhiều lúc cái tool nó hay bị treo á, là nó đụng driver á, mình phải khởi động lại máy mình mới mở lại, mở tool mình làm lại ha. Nó báo là cái máy này giống như là chưa có được gyret á. Bây giờ mình tiến hành mở cái iRen lên, mình gyret để coi thử cái máy mình nó hỗ trợ trên cái tool này không nha các bạn, rồi mình mới order series nha. Nó không hỗ trợ thì mình không có làm được ha. Rồi mở iRen lên, trong quá trình mở iRen thì nó lên hơi lâu á, mình cứ đợi đi. Mình chuyển mấy cái tab ở dưới á, mình chờ nó lên á. Rồi nó nhận cái máy thì mình gyret bình thường thôi. Rồi nó lên kìa, iRen nó lên rồi ha. Mình mở iRen lên, nó chưa có nhận cái máy nè. Chưa nhận máy đầy đủ, chưa nhận gì hết. Mình vô option, mình tích cái dòng đầu tiên ha. Rồi mình fit cái driver nó một cái. Fit driver rồi mình bát lại. Mình bát lại, mình đợi. Mình đợi nó nhận cái máy tên gì, iOS máy nó hiện ra hết nè. Máy này Realme iPhone 7 ha, iOS 15. Rồi nút start nó sáng á, mình bấm start. Ok, để nó vô chế độ recovery á. Rồi mình tiến hành gyret bình thường giống như lúc trước mình gyret bằng chết ra thôi. Đợi cho cái máy nó vô recovery á, rồi mình gyret. Cái bước này mình gyret để mình coi thì nó có support cái máy mình không ha. Rồi mình mới tiến hành order. Chứ nhiều lúc mình order trước á, mình order cái số series trước á, mà xui xui cái tool nó không có support á, là bị mất tiền ha, là mình bị mất tiền. Rồi vô recovery theo cái bạn nào quen thì khỏi cần nhìn cái bảng, còn chưa quen thì mình nhìn cái bảng nó đếm ngược á, mình vô chính xác thôi. Rồi để bô thành công nè. Rồi cái tool nó sẽ gyret ha. Khi gyret thành công á thì nó sẽ báo là in sin hay là gì đó, dạng như là có nghĩa là cái số series á, series number mình chưa có order trên web á, là nó chưa có on đông ha. Rồi mình thấy nó báo in sin hay gì á, rồi nó sẽ hiện cái bảng là máy support hay không, nó hiện cho mình thấy. Rồi mình đi order. Rồi các bạn cần order thì các bạn cứ liên hệ với mình order hộ các bạn. Đó, đây nó báo rồi các bạn. Gì đây? Chào mừng nè, máy của bạn đã hỗ trợ nè, hỗ trợ iOS 15 ha, bypass full luôn. Rồi bạn cần đăng ký cái số series. Đó, trên cái iRen là nó báo in sin nè, cái device in sin là chưa có đăng ký ha. Thì cần order thì các bạn cứ liên hệ. Rồi mình đóng lại, đóng tool lại hết. Rồi mình đi order cái số series number. Rồi sau khi mình order được cái số series number á, thì mình mở lại cái tool. Lúc này thì mình mở lại cái tool đó thì nó chết qua một lần tiếp. Nó chết qua một lần. Rồi nó kêu mình ra reset lại. Đó, nó đang chết nè. Còn các bạn nào mà order trước rồi á, thì nó sẽ không có báo ra reset lại ha. Thì nó báo
đầy đủ luôn rồi, nó chữ FT thì mình bấm thôi. Cái này là nó báo tiếp tục, nó báo chưa direct nè các bạn, tại mình mới order thôi. Rồi mình đợi một xíu, rồi mình vô lại cái arena, mình direct cho nó báo on down á, là đã nó báo nè, chưa direct nè, tiếp tục direct lại ha. Nãy là mình bước đầu mình direct là dạng như là để mình coi từ cái máy mình có support không á, cái tool này nó có hỗ trợ hay không. Bây giờ mình mở lại cái arena, mình direct lại cho nó on down luôn, là bắt đầu cái phần mà trên tool, cái phần mà service á, nó sẽ hiện lên cái máy mình, cái đời máy ha, nó nhận diện. Là mình chỉ bấm cái nút Active ở dưới là mình Active nghe gọi luôn các bạn. Rồi cái bước này thì mình làm lại giống cái bước lúc đầu, rồi mình đợi nó báo on down á, rồi mình bấm nút Active ở dưới á, nhận diện cái máy rồi mình chạy thôi. Cái tool này nếu các bạn lỡ restore hay gì á thì mình làm lại không có tốn phí ha. Này mình order một lần thôi, tool này đặc biệt mình làm trên Windows khá là đơn giản. Mình chỉ order số series rồi mình chạy thôi. Nhưng mà nhiều lúc cái tool này mình biết cách mình làm á thì nó nói chung là nó suôn sẻ. Còn nếu mà làm tool mà mở dạng như không có đúng cách á các bạn, thì nó hay bị lỗi treo server nha, nó hay bị lỗi treo server ha. Thì lúc đó mình làm lại nó hơi mất thời gian một xíu. Vô là DFU nè, tiếp tục vô DFU thôi. Rồi bắt đầu nó báo cái Iren, nó báo Jared on down á. Rồi mình cứ nó nhận diện cái máy được rồi mình cứ bấm nút Alt ở dưới thôi. Rồi các bạn, cái này lúc này nó bị treo rồi các bạn. Này nó mình vô nó bị chậm ha. Nó bị treo táo. Giờ mình vô lại nè, vô để bu lại. Mở cái chip Iren á, mình vô lại mình Jared nó lại ha. Hồi nãy mình vô nó bị treo táo. Rồi khi Jared on down á là mình bấm Alt. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.